Nay mời anh chị cùng đi tham quan trại cá tầm của một ông anh. Nó được dựng giữa rừng núi Bạc Ngàn, rừng thông và rừng cà phê. Đây, mình sẽ xuống trại này. Đây là cả nam thanh niên đi lấy măng sinh tồn. Một này bữa nó lấy chắc phải 5-7 kg quá. Về bỏ nồi nấu nồi cá. Cái lớn thì bị nhẹ, mình xin lỗi lại. Xin lại. Đây, đây một mục nữa. Ừ, có vẻ bội thu ạ. Nhỏ quá không? Này cũng đâu nhỏ đâu. Bị má bên kia nó lên cao hơn đầu. Đù. Đạp nha. Đạp đi. Thiệt là phí phạm. Dưới đó có không? Đang coi. Hả? Có mà nhỏ lắm. Này chứ gặp mấy người kia họ cũng lấy cái cây măng này à. Đã. Gãy không? Con này có xăm mọc linh không? Mọc linh nó mọc gì ở đây? Dạ không? Cả một dưới luôn. Chịu á, mắt không thấy gì luôn. Mắt không thấy gì. Cẩm hả? Nếu phải. Mấy cái lớn này nè. Lấy được không? To quá lấy làm gì để cho nó mọc. Ôi bỏ đi. Lấy phần trên thôi. Còn phần dưới này còn có chút xíu. Để sang năm vô có cái mà ăn chứ. Cây cái bên nữa kìa. Ra đi con dao tàu bây giờ. Thôi cây cái bên khỏi đi. Kia là rừng thông. Đây là bì rừng. Bên này là vườn cà phê. Vườn cà phê ở đây thì trồng. Đây là thổ dân. Trồng cà phê xen canh với bơ. Bơ này là bơ 034. Chưa vô cây đó. Giống như kiểu bơ mà hoang á nha. Đây trồng sen bơ rất là nhiều. Mắc ca nữa. Ca này thì chưa có trái. Đây là mấy cái lồi thủ dân. Phá ra. Dạ. Khổng lồ luôn. Ok anh. Nhận cái tay lên. 2 lít của tao. Đây có một cây nhỏ nhỏ. Bên này là một cây khổng lồ. Cây này chắc bằng mấy cây hồi nãy mình thấy ha. Cứ hiếu sao quay được video. Gì đây? Full color. Thách thức bóng đêm. Bóng túi. Yeah. Nó to bằng cái đầu mình luôn á. Bội thu. Gì? Đôi chân trần mạnh mẽ đâu? Đạp cái này đập ngược.
Kinh nghiệm ha. Được được được. Nói chuyện thiệt là dâm tặc. Nhẹ nhàng. Được nửa chân. Mùa màng bội thu. Tụi tao dám mang tẻ. Gãy rồi. Nó lộn rồi. Kinh. Thở như chó vậy bạn. Mình có ý kiến là anh em mình nên đi về đi. Đi có một xíu mấy bụi mà được 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7 cây luôn. Cây này to nhất chừng bộ này chắc phải 5 kg. Đâu, cả cầm đi, tao tao rót. Này bóc ra thôi chứ rót gì hả? Rót. Rót dọc từ trên xuống, từ trên kinh đây hả? Không có cái nhịp gì hết. Vậy đâu được bao nhiêu rồi à? Thì đó, vỏ nó nặng rồi. Thanh niên đang róc băng. Sinh tồn. Róc xong rồi, rồi tí bước lá ngón ăn. Bước về cho anh Hưng nấu canh. Đây là cây lá ngón nha các bạn. Đang mùa hoa luôn. Mùa hoa là mùa mà rất là thơm và béo. Chất độc được tích tụ trong cây nhiều nhất. Chỉ cần hai lá thôi là mình có thể reset lại mạng sang server khác chơi. Anh ấy rất là chuyên nghiệp. Miệng ngậm điếu thuốc ba số, tay cầm một cái phớ. Dưa đây. Có tàu. Đi nữa không? Thôi về đi mà. Về không đã có gì ăn đâu. Bắt cá rồi mà. Đây là toàn cảnh nhìn từ trên cao xuống. Đây là bìa rừng. Đây là cà phê. Bên đỉnh kia là rừng. Ở dưới đó là chạy cá. Nước chảy róc rách. Bữa nay tên hai lá ngón này nấu canh không? Cá tầm. Cá tầm phi lê. Nước cốt chanh. Đây. Dạ đây, đây là cái hồ cá tầm. Trên này là chỗ nước vào, nước ở nước suối anh chị, được để lắng ở đây. Xong rồi dẫn nước vào từ đây. Đây là cái hồ lắng, để dẫn vào đây. Nó đi dưới đất, nước được chuồng ống đi dưới đất, đi qua đây. Đây, nó chạy qua đây. Cá tầm là một loài nước, loài là một loài cá sống ở vùng nước lạnh. Nó thích hợp ở nước lạnh thôi. Nước nóng quá thì nó không chịu được và nước nó phải cực kỳ sạch. Đây thêm một cái hồ lắng nhỏ nữa, nước dẫn về kia. Đây, đó, nước dẫn về đây và đi theo những đường ống kia. Bắt đầu chia ra từng hồ một. Đây là khu vực bên trong trại.
ở bên trên được che lưới để cho nắng mặt trời gì, hạn chế ánh mặt nắng mặt trời chiếu vô để cho nước nó đủ lạnh cho cá nó sống anh chị. Thường thì ở cái ao này anh sẽ thả những con cá con mới về, những con cá nhỏ nhỏ cỡ này nè, mới về thì thả vào ao này, xong rồi dần dần cho ra những ao lớn này để nuôi. Đây là cái ống thoát nước, nước vô kia và thoát ra đây. Đây, nước nó sẽ hút vô đây và nó thoát ra, nó thoát ra đáy hồ, dẫn ra ngoài bên ngoài suối này, trả về lại suối. Làng. Những cái rào này được rào xung quanh để cho cá nó khỏi bị hút vô, nó chạo ra ngoài anh chị. Mùa này nước hơi đục, chứ bình thường mùa nắng là nước trong lắm, mùa mưa nước nó nhiều á, nó đổ từ trên thượng nguồn về nhiều. Ở trong những cái ao rạch nó ra nước nó đục quá nên nó làm nước đục như vậy, chứ mình mùa nắng là nước nó trong vắt à, nhìn đã lắm. Đó, đây là quy mô cái ao cá tầm này của ông anh. Anh em thì cứ lâu lâu rảnh thì chạy vô chơi thôi. Kìa, có một con cá đang phơi nắng kìa. Chắc là do ở dưới lạnh quá nên nó lên trên mặt nước nó phơi nắng anh chị. Đó, nước cái ống nó dẫn đi khắp hồ vậy. Róc rách quanh năm. Cầm báo. Hài này chắc hài kim. Tam bảo sắc, thơm lừng. Đi vòng vòng hồ cũng nghe. Bụi to lù. Này chắc dáng hương, dáng thui, dáng thui. Kiều, kiều vuông Lâm Đồng. Lọc, lọc, lọc dày. Đây, mình sẽ đi với anh chủ hồ vớt cá. Che nón luôn đồ. Mấy nay nước đục anh hờ. Kìa. Con kia vừa luôn á. Con bà ký. Nó lấy về cũng vài con này chục ký không anh? 18 20 ký bằng thằng Min luôn rồi. Yeah. Con này được chưa? 2 ký. Rồi lấy ra con này đi. Úi, con này về là đánh vẫy ra là bỏ lên quất thôi. Đấy. Bạn nói xem kiếm nó có lấy không? Lấy anh. Nó không lấy đại thôi mà, nó quan trọng nhiều đâu. Ok rồi á. Măng.
Sau khi luộc thì mình xào lên sẽ có một vị măng như thế này. Thêm một ly rượu như thế này và một con chó như thế này. Con chó này đang thèm xúc xích nè, chuẩn bị vứt cái cục xúc xích đó.